Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thân mến, thì chúng ta gặp nhau nhân cái khóa tu đầu năm, thì Sư Hương Nhũ muốn chia sẻ với các vị, bởi vì là trong cuộc sống này, phần lớn con người ta tìm về với Phật Pháp, cho nên phần lớn là đều có những cái nguyên nhân khổ đau hết. Còn những người theo truyền thống nề nếp của gia đình mà đi chùa, đó, thì ví dụ như vừa thích thì đây là hai cô con gái con của cô Hằng ạ, thì nó bé xíu đã theo mẹ đi chùa, đã theo cái khóa tu gieo hạt từ tâm rồi, nhỏ xíu mà đọc chú nè, rồi là các bài chú đều thuộc, rồi mỗi tối đều công phu tọa thiền nghe pháp. Đó là do gì? Cái nhân chủng tử từ đời trước, cho nên bây giờ trở lại còn rất bé đã thích đến chùa nghe pháp tu tập và nhắc mẹ tu nữa. Còn rất nhiều con người chúng ta không phải đến với Phật Pháp với tính cách nề nếp truyền thống gia đình, mà đều có những sự cố trong cuộc đời, những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời mà mình đến với Phật Pháp. Sư nói điều này là bởi vì rất nhiều người tìm đến gặp sư và nói rằng con rất khổ đau, nhờ có Phật Pháp, nhờ nghe Pháp mà tháo gỡ, giảm thiểu nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời của con, cho nên con tri ân cuộc đời và con cũng cảm ơn sư. Như vậy rất là nhiều người lớn tuổi mới tìm về cửa Phật, và cũng rất là nhiều người là hai màu tóc rồi đó, bắt đầu tìm đến chùa bởi vì một cái nguyên nhân là sự khổ đau mà không thể nào tháo gỡ được. Do vậy chúng ta đến với nhà chùa, đến với Phật Pháp để chúng ta tìm hiểu được những cái nguyên nhân vì sao đưa đến sự khổ đau này. Bởi vì là con người ta muốn giải đáp, muốn giải tỏa một vấn đề phải biết nguyên nhân. Nhưng có những người cũng chưa chắc đã tìm nguyên nhân, đơn thuần là về cửa Phật, thắp một nén nhang, dâng lên Phật đài, cầu xin và lòng người ta nghe an lòng. Đứng trước cái sự từ bi và đôi mắt trí tuệ, từ bi của chư Phật, người ta nghe trong lòng an lạc. Bởi vì là cuộc đời này phần lớn là khổ đau. Đức Phật từng nói bản chất cuộc sống là sự khổ đau. Cho nên mùa xuân, đằng trước cổng cũng còn chữ mừng xuân Di Lặc, nhưng sư vẫn không phải vì như vậy mà không nhắc với toàn thể quý Phật tử bản chất của cuộc sống là khổ, là vô thường, là vô ngã. Chúng ta có đồng ý như vậy không ạ? Xin cảm ơn các vị. Thế thì trước khi chia sẻ cái pháp thoại hôm nay, chắc là chúng ta nghĩ sư nhắc đến khổ đau, chắc sư dạy cho mình cái pháp nào đó để giảm thiểu khổ đau hoặc là chuyển hóa khổ đau. Đúng là như vậy. Nhưng các vị biết pháp thoại hôm nay mang tên gì không? Cũng cần phải có khổ đau. Bởi vì khổ đau và hạnh phúc là một cặp phạm trù tồn tại song song. Nó đối lập nhau nhưng nó tồn tại. Cũng như ban ngày có ban đêm, phải không nào? Có sáng có tối, đó, có khổ đau có hạnh phúc. Nó là những cặp phạm trù mà lúc nào chúng ta cũng nắm bắt cái hạnh phúc và chúng ta đẩy cái khổ đau ra xa. Nhưng mà tại sao mình muốn nắm bắt cái hạnh phúc, hạnh phúc vẫn bỏ mình mà đi, còn muốn đẩy khổ đau đi ra xa mà sao khổ đau nó vẫn đến bên mình? Cho nên tốt nhất cũng cần có khổ đau. Điều đó nó sẽ làm cho chúng ta sáng suốt hơn, trí tuệ hơn. Chứ nếu chúng ta nói rằng tôi cần có hạnh phúc, tôi muốn hạnh phúc, rồi tôi không được thì như thế nào? Cho nên sư muốn nói một cái trạng thái mà chúng ta cần phải đối diện, chúng ta cần phải trải nghiệm và chúng ta cần thiết phải có. Đó là khổ đau trong cuộc đời. Mặc dù Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chúng sinh, tức là không muốn chúng sanh đau khổ, các vị thấy không? Nhưng chúng ta vẫn thấy rằng ai cũng phải đối diện với sự khổ đau. Ngay cái bài pháp đầu tiên sau khi Đức Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài đi về vườn Nai là vườn Lộc Uyển Varanasi. Bài pháp đầu tiên Đức Phật đã nói về bốn chân lý chắc thật trong cuộc đời, mà tất cả các hàng Phật tử của chúng ta ở đây ai cũng nhớ bốn chân lý đó. Đó là
bốn thánh đế khổ tập diệt đạo. Thì khi chúng ta đang ngồi nghe pháp như vậy là chúng ta tu tập chuyển hóa, là đang đi trên con đường gì? Đạo đế. Đó, để mà chúng ta sẽ sống như thế nào đúng trên con đường đạo đế mà chuyển hóa được cái nỗi khổ. Mà muốn chuyển hóa nỗi khổ phải biết nguyên nhân. Và khi chúng ta đi trên con đường đạo đế rồi thì chúng ta sẽ được gì? Cái tịch diệt vi lạc. Cái diệt này không phải là tiêu diệt ai, không phải là giết hay là tiêu hủy hay là muốn khai trừ ai, gọi là diệt. Mà cái diệt này là an lạc, là tịch diệt vi lạc của những con người đó hiểu được bản chất cuộc đời, tu tập chuyển hóa được nỗi khổ đau cho chính mình, ở được trong trạng thái tịch diệt vi lạc. Chúng ta tu tập cần phải biết rằng nếu chúng ta chỉ mong cầu một cái trạng thái hạnh phúc vừa ý, thỏa mãn thì chắc chắn chúng ta không sinh ra ở cõi ta bà này đâu. Ở cõi ta bà này tất cả chúng ta đều phải đi qua những trạng thái như thế nào các vị biết không? Là không như ý, là bất toại nguyện. Có thân thì phải đau khổ vì thân, vì bệnh tật, phải không nào? Vì cầu muốn mà không được như ý đó. Vì cái người mình không thích mà phải sống, sống chung, sống gần. Vì cái người mình rất yêu thương mà phải lìa xa. Vì cái thân này nó không phải lúc nào cũng bình an, mà nó tứ đại bất hòa, nó làm cho con người ta khổ đau, có thể đi đến cái chết. Con người ta luôn sẽ đối diện với những điều không như ý. Rồi còn sanh lão bệnh tử nữa, rất nhiều thứ khổ đau trong cuộc đời. Vậy mà hôm nay sư lại muốn chia sẻ với các vị cái mặt tích cực của khổ đau là gì? Có hay không? Có. Cuộc sống này cần phải có khổ đau đó. Cái người cảm thấy rằng mình chưa từng biết khổ đau là gì là hơi chủ quan, là chủ quan và chưa thật sự cảm nghiệm được cuộc sống. Trong cuộc sống của chúng ta đều phải nhận biết được hương vị của khổ đau, rồi sự tu tập nếm được vị ngọt của chánh pháp, chúng ta mới cảm thấy cái giá trị của đời sống tu hành. Các vị có đồng ý không ạ? Quý Phật tử thân mến, sư muốn gửi đến các vị một câu chuyện hạnh phúc và khổ đau. Một cái buổi chiều hoàng hôn giống như thế này, nhưng không phải giữa thành phố, nhưng có một thanh niên còn trẻ tuổi với một cái vẻ mặt vô cùng bực bội, giận dữ và không còn làm chủ mình. Vì quá sức bức bách và đau khổ nên anh ta gào thét lên. Và anh ta chạy lên trên một cái núi đồi hoang vắng để gào thét, để nói rằng tôi rất là khổ đau, làm sao để giải tỏa được cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời của tôi đây. Và sự gào thét của anh ta hình như cây lá, chim muông, tất cả đều bình thản. Không ai có vẻ quan tâm tới sự gào thét của anh ta giữa cái thiên nhiên rừng núi đó. Sự gào thét của một con người đúng ra là một con người không còn cái chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà cuộc sống thì nó vẫn bình thường như vậy. Nó vẫn diễn ra rất là êm đềm, rất là bình thản. Nhưng lúc đó có một vị thiền sư đang ngồi thiền cách đó không xa. Vị thiền sư đang ngồi thiền nghe chàng thanh niên gào thét: tôi đang khổ đau, tôi đang tuyệt vọng, tôi chỉ muốn chết. Thì vị thiền sư hiền lành chậm rãi đi đến trước mặt người thanh niên đó. Vị thiền sư mới mỉm cười và bắt chuyện cùng với cái chàng trai trẻ này: có gì mà con đau khổ như thế? Chàng trai lúc đó mới kể ra rằng: thưa thầy, sau rất nhiều năm tháng gian khổ, con đang giữ một chức vụ là tương đối ở công ty của con đó. Rồi con cũng có bạn gái, một người bạn gái xinh đẹp, thông minh và yêu con. Nhưng mà bây giờ thì con mất hết cả rồi. Thầy ở trong rừng, thầy biết cái gì? Ở đời mà mất việc làm là coi như là còn cái gì mà nói nữa. Đã vậy rồi phải có người yêu an ủi, mất luôn người yêu rồi thầy ạ. Cho nên bây giờ là con tuyệt vọng tận cùng của cuộc sống. Con không còn muốn gì nữa. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì
mà ông chủ luôn tìm cách để sa thải con. Con làm việc tốt, con tận tâm với công việc, đó, con chả có đòi tăng lương. Vậy mà ông chủ ông liệt con vào danh sách sẽ sa thải, thấy chưa nào? Thậm chí hiện giờ ông chủ còn bắt con phải hướng dẫn cho một nhân viên mới sẽ thay thế cho con. Đau khổ không? À, mình sắp sửa bị loại, mà công việc của anh phải tập lại cho một người khác thay thế cho anh. Rất là đau khổ, đó. Đã vậy rồi, phải chịu áp lực rất lớn. Người bạn gái đã yêu nhau mấy năm trời, đó. Vậy mà bây giờ, mỗi lần mà thấy tôi không đến thăm, cô ta hờn ghét. Cô ta nói cô ta yêu thương con, đó, bằng cả trái tim. Vậy mà bây giờ, cô ta đưa ra một lý do là anh rất tốt nhưng em rất tiếc. À, đành phải chia tay có phải không nào? Tức là cô ấy không chấp nhận tình yêu của con nữa. Đó. Có phải là vì con mất việc mà cô ta rất tiếc không? Cho nên cuối cùng con thấy cuộc sống này thật là phũ phàng và con rất là đau khổ. Sư chỉ nói một khía cạnh, một chàng trai đau khổ thôi. Còn trong hội chúng ta, mỗi người sẽ có một nỗi khổ niềm đau khác nhau. Ngay bản thân sư được đi tu tập từ nhỏ, đó là cái niềm hạnh phúc, cái nhân mình đã gieo trong nhiều kiếp sống. Cho nên lớn lên mình cũng chớp coi có chàng trai nào mà vừa ý không, nhưng mà cuối cùng là nó không có vô được, phải không nào? Là cái số mình, cái số đi tu đó. Chứ mà nếu không á thì có lẽ giờ này cũng tay bồng tay bế, cũng khối chuyện khổ đau rồi các vị. Bản chất cuộc sống này là như vậy. Mà đi tu có hết khổ không? Nếu mình không có trí tuệ, mình quan sát, mình nhìn lại tâm mình, chuyển hóa thói hư tật xấu nghiệp lực của mình thì cũng hoàn một chữ khổ đau. Chứ không phải nói đi tu là hạnh phúc, đi tu là giải nghiệp đâu. Phải biết tu, tu như thế nào, đi trên con đường chánh pháp và chuyển hóa các gì? Các nghiệp xấu ác mà vô tình hay cố ý chúng ta đã gieo tạo trong rất nhiều kiếp sống. Và nghe chàng trai nói xong như vậy thì vị thiền sư lặng lẽ lắng nghe. Đối với vị thiền sư thì cái chuyện đó cũng là một chuyện rất bình thường. Bởi cuộc đời này thì con người ta như ý thì cười hạnh phúc, mà không như ý là khổ đau thôi. Cho nên vị thầy hiểu điều đó rất rõ. Lúc đó người thanh niên lại nói: tôi làm cho ông chủ gần 10 năm rồi thầy ạ. Vậy mà bây giờ ông bắt tôi đi. Còn bạn gái lúc ban đầu mới vào thành phố này không ai giúp đỡ, chính tôi đã giúp đỡ chăm sóc cô ấy. Vậy mà bây giờ tôi trở thành bị phản bội rồi. Người thanh niên nói đến đây, hai mắt như có lửa cháy, hận thù, bất mãn, tuyệt vọng, chán ghét. Lúc đó vị thầy ngồi bên cạnh mới vỗ vai người thanh niên, rồi dắt anh ta đi vào trong rừng, đi lên đỉnh núi, dắt anh ta đi. Những cơn gió mát làm như nguôi đi một phần nào sự nóng giận, tuyệt vọng của chàng trai. Và khi chàng ta đã bình tĩnh hơn thì vị thiền sư mới đưa hai tay ra bắt những cái bông liễu đang bay trước mặt. Tức là hoa liễu nó có những cái bông bay trong gió. Lúc mà anh ta bình tĩnh rồi đó thì bắt đầu anh ta quan sát xem là cái vị sư này sẽ nói gì. Không có nói gì hết trơn á. Vị sư nắm bắt những cái bông đang bay trong gió. Có bắt được không? Vút qua một cái bắt không được. Muốn đón bắt nó mà nó quá nhẹ, nó bay cao, bắt không được. Đó. Rồi dù làm sao đi chăng nữa cũng không thể nào bắt được những cái bông liễu quá nhẹ mà bay theo chiều gió bay đi. Người thanh niên lặng lẽ nhìn vị thầy, còn khổ muốn chết à, thấy không nào? Nói á, thì thầy không có giải tỏa gì hết trơn á, giờ thầy bắt bông thì chơi, phải không nào? Đó, chơi kỳ vậy đó, kiểu này là tôi muốn khổ thêm nữa rồi đó, phải không nào? Lúc đó vị thầy mới nói sao: ôi ta già rồi, ta chẳng bắt được những bông này nữa, những cái bông liễu này nó cứ bay lên, ta đã già lắm rồi. Xong rồi quay về phía người thanh niên, vị thầy nói: con ơi,
trên đời này có đủ thứ xinh đẹp và đặc sắc, nhưng không phải thứ gì ta cũng bắt được đâu con. Mà nếu đã không bắt được thì chi bằng hãy tiễn nó đi một đoạn đường đó, để cho chúng sống đẹp hơn, đặc sắc hơn. Mộng hoa liễu nó bay trong không gian đẹp hơn, làm đẹp cuộc đời hơn, an bình thoải mái hơn cho bông hoa và cho cả chính ta. Nói xong, vị thiền sư nắm được một bông liễu, nhưng mà rồi là bung tay thả nó ra. Bông liễu bay trong gió rồi càng trở nên đẹp hơn, nó rung rinh vậy nè, rồi nó bay lên cao. Nghe xong câu nói của vị thiền sư, chàng thanh niên ngây người, đứng im suy nghĩ, chắc là phải có một cái ý gì đây. Đó, thì đứng yên, bỗng nhiên anh ta mỉm cười, rồi cúi xuống bái biệt thiền sư, tạm biệt thầy và đi xuống núi. Như vậy cái hành động nắm bắt và buông cái bông liễu ra đã cho anh ta một bài học rồi. Nếu mà mình không có dừng lại để suy nghĩ, để quan sát, thì cái việc gì đến như ý thì mình cười, không như ý mình khóc, chứ không bao giờ mình hiểu được chân giá trị của cuộc sống đâu. Cho nên phải dừng lại, chánh niệm, cái gọi là thiền tập rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Cũng như bây giờ các vị đang ngồi đây là các vị đang dừng lại cái dòng chuyển xoay của tâm thức. Các vị mới nghe sư giảng và muốn biết sư nhắn gửi cái thông điệp gì đến với các vị. Phải dừng lại, dừng dòng chuyển xoay của tâm thức, vọng tưởng về quá khứ, hướng về tương lai. Tất cả đều là mất đi chân giá trị, mà pháp hiện tại là tuệ quán chính nơi này. Các vị nghe pháp mà hoan hỷ vỗ tay như vậy là sư vui lắm. Chắc là các vị phải nghe được một điều gì đó tâm đắc trong lòng mình. Nhưng bây giờ chàng thanh niên này mỉm cười, tức là anh tháo gỡ được cái nỗi căm giận và thất vọng. Tự nhiên nhìn vị thiền sư bắt không được những bông hoa để cho nó bay đi, tự nhiên anh giác ngộ và anh ta trở về thành phố. Người thanh niên trẻ tuổi này đem những kinh nghiệm mà anh ta có được dạy cho cái người nhân viên mới một cách tận tình. Bởi vì là mình đã không nắm bắt được thì sao? Hãy tiễn nó đi một đoạn đường cho tốt đẹp. Đó. Thì các bạn trẻ mà thất vọng trong tình yêu thì say goodbye, tiễn một đoạn đường, phải không nào? Rất là tốt đẹp. Bởi vì trong nhà Phật sẽ nói là không có duyên. Nhưng mà không, níu kéo, dằn dặt, làm khổ đau cho nhau, càng nắm người ta càng sợ mình. Bởi cái gì của mình nó sẽ đến với mình, cái gì không phải của mình sẽ tự khắc ra đi. Đó là cái nhân duyên trong cuộc sống. Mình hiểu rõ những cái điều đó, mình thấy cuộc sống này nó nhẹ lắm. Hết duyên thì đi và tiễn đi một đoạn đường. Cho nên á, cái tiễn một đoạn đường quan trọng lắm. Thấy không nào? Nhiều khi cách tiễn đó mà làm chuyển hóa, thay đổi đã những cái cách suy nghĩ sai lạc, đen tối trong một con người, cũng là do cách ứng xử của mình thôi. Đó, cái thái độ sống của mình. Thì chàng trai này quay qua rèn luyện cho cái người mới một cách tận tình. Những cái gì mà anh ta biết là anh ta hết lòng hướng dẫn lại cho cái người nhân viên sắp sửa thay thế cho mình. Cái ông chủ là người bất ngờ nhất. Ông không tin vào mắt mình nữa. Rõ ràng là lúc trước cậu ta rất là bực bội, giận dữ, đôi mắt lúc nào cũng như là có lửa vậy. Vậy mà bây giờ dường như là làm tất cả hết lòng cho công ty bằng cách truyền đạt cái kinh nghiệm cho người mới mà không một chút phàn nàn. Thật là không hiểu nổi. Chứ có một chiều đi về núi à, mà sáng hôm sau là thay đổi. Giống như có một buổi chiều nghe pháp à, mà tối về là thay đổi. Có được như vậy không ạ? Nếu được như vậy thì cái đời sư nó hạnh phúc quá đi. Phải không nào? Bây giờ ngồi đây lát 3 giờ sáng ra phi trường bay tiếp cũng vẫn vui. Và nhiều khi một ngày
ăn có một bữa mà ăn trên máy bay, ăn trên xe vẫn vui. Tại vì tôi đã giúp cho con người ta tháo gỡ đi những vướng mắc, những cái bóng tối vô minh mà do chính mình đó, đã cố chấp mà tạo ra điều đau khổ đó. Cho nên ông chủ cảm phục, từ cái sự ngạc nhiên sang cảm phục đó. Và đến thời điểm 10 ngày sau là chàng trai phải rời công ty, thì cái người nhân viên mới nắm toàn bộ những cái công việc cần phải làm. Và chàng trai trong 10 ngày còn ở trong công ty thì sống tốt đẹp với tất cả mọi người. Bởi vì sao? Còn 10 ngày nữa là mình đã chia tay với mọi người rồi. Hãy tiễn nhau một đoạn đường cho nó đẹp. Chứ còn thường là người ta gì? Mà sắp nghỉ rồi, ta phá luôn. Phải không nào? Ta nói xấu, ta đã phá, ta làm những cái gì cho đã cơm tức giận, tạo thêm nghiệp lực. Nhưng chàng ta đã làm tất cả trong 10 ngày đó. Chia sẻ được cái gì cho ai thì chia sẻ, và nói điều gì tốt đẹp với ai là phải nói. Thanh tịnh về thân, về khẩu và về ý, không phải chỉ ở trong chùa, mà trong gia đình, trong công ty, trên đường phố, giữa chợ đời. Ta thanh tịnh được thân, khẩu và ý, cuộc đời ta chuyển hóa rất nhiều nỗi khổ đó. Nhưng điều bất ngờ đã đến. Trong 10 ngày tận tình giảng cho người nhân viên mới và sống tốt là anh ta đã tạo ra một cái công đức. Trong khi anh ta chỉ nghĩ rằng nhớ lời thiền sư dạy là hãy tiễn một đoạn đường. Đã nhớ cái chừng đó à? Cho nên hãy làm cho tốt trong cái đoạn đường cuối cùng. Nhưng phúc đức nó đã trở lại. Trong 10 ngày mà tận tâm tận lực, thân khẩu ý thanh tịnh, anh ta đã tạo ra một công đức và hóa giải nỗi khổ niềm đau ở chính trong bản tâm và thân anh ta. Khi chào ông chủ để ra đi, ông chủ đã nắm chặt bàn tay anh ta, nói trong xúc động: "Tôi thực sự xin lỗi cậu, tôi không ngờ đến giờ cậu vẫn đối xử với tôi tốt như thế này. Tại sao tôi lại sa thải cậu chứ, mặc dù cậu trong danh sách giảm biên chế? Nhưng tôi thấy cậu là người có tâm. Đôi mắt giận dữ đã thay bằng ánh mắt từ bi và hoan hỷ. Lòng ganh tị với nhân viên mới đã thay bằng sự tận tâm hướng dẫn việc làm cho một người mới sắp thay thế cho cậu. Tôi nghĩ rằng điều này đâu dễ nào mà có thể có trong cuộc đời. Tôi muốn nói với cậu điều này. Sau này, nếu có việc gì, cậu cứ quay lại tìm tôi. Tôi luôn luôn nhớ cậu. Chẳng lẽ bây giờ ông nói ở lại thì kỳ, nhưng mà ông nói rằng hãy quay lại tìm tôi bất cứ lúc nào. Đó là cách nói chuyện của ông chủ. Chứ không phải ông nói bây giờ ở lại đi thì kỳ quá. Ông nói, cậu cứ đi, nhưng hãy nhớ là tôi luôn nhớ cậu. Cậu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Nghe được không? Anh cứ đi đi, nhưng anh có thể quay lại tìm em bất cứ lúc nào. Nhưng phải em là đồ bỏ đâu nghe, không phải vậy đâu. Em là người thầy rồi, em có thể chỉ dẫn, chỉ đường cho anh đi bằng tâm từ bi, chứ không có niềm oán ghét. Cái tuyệt vời là ở cái tâm mình á, cái tâm mình nó chuyển hóa đời sống của chính mình. Chứ giờ đầu xuân á, ai cũng thắp nhang, cầu cho con được bình an, được tấn tài, tấn lộc, được con cái này, được con thế kia. Nhưng các vị ơi, không có lời cầu xin nào thành hiện thực nếu không xây dựng từ công đức của chính chúng ta. Chỉ 10 ngày thôi, chàng trai chuyển hóa hận thù bằng tâm từ bi. 10 ngày coi như ngày mai mình chết rồi, làm hết ga. Mà cuối cùng chuyển hóa cái tâm của ông chủ, và làm cho những nhân viên trong công ty đều yêu mến. Nhưng mà chưa hết đâu, bài học của thiền sư vẫn còn. Tối hôm đó, anh ta cầm một lọ dầu phong thấp. Tại bạn gái anh ta đó là từ biệt anh ta rồi, nhưng mà cô ta là mắc cái bệnh này. Hồi hai người chơi với nhau á, là anh biết cô bị cái bệnh nhức chân, nhức giò, nhức cẳng không? Bây giờ mang cái chai dầu phong thấp tới, anh tặng em. Chứ đâu phải là em say goodbye là bắt đầu là bình thường là cóc cần. Bộ cô tưởng cô đẹp lắm hả? Mai tôi có người khác cho cô coi. Đã, giới trẻ là bây giờ là vậy đó. Nhưng không, đem chai dầu phong thấp lại. Em hãy chăm sóc sức khỏe cho chính em. Để chưa nào, đây là chai dầu. Anh nhớ em có bệnh đó, và em hãy xoa thuốc. Cô gái nhận được lọ thuốc thì hòa khóc.
Tại vì mình đã nói lời từ biệt rồi. Thấy không nào? Anh rất tốt nhưng em rất tiếc rồi. Nhưng mà anh vẫn quay lại tìm em và tặng em một chai dầu phong thấp. Chứ không phải tặng một cái bông hoa hồng lãng xẹt. Em nhức chân thì em cứ bóp chân cho hết đâu. Đó là rất là hiện thực. Có đồng ý không ạ? Mà các vị thấy cuộc đời bây giờ người ta hay đó là dùng những cái lời lẽ mà nó đâu đâu á, nó không có thiết thực. Sư vẫn nghĩ rằng con người chân thật, thiết thực, và đó là xoa dịu nỗi khổ niềm đau cho người khác. Rõ ràng là anh ta phải quan tâm mới nhớ cô ta có cái bệnh phong thấp như vậy. Cho nên trao cái lọ dầu này không phải là em quay lại với anh không, tiễn em một đường đi rất đẹp và tặng em chai dầu, phải không nào? Chào em và thoải mái bước ra khỏi cái nhà của cô ta. Một bước chân đi vô cùng là thông thả, phóng khoáng trong cuộc đời. Trời ơi, sao mà tiễn đi một đoạn đường nó đẹp như thế này? Đó, bây giờ giả sư đã hướng dẫn một cái cách gì? Không luyến tiếc khi cái đó, điều đó, việc đó đã hết duyên. Tiễn một con đường rất đẹp trong một tâm thái, một tâm thế rất là phóng khoáng, thoải mái, từ bi và bao dung. Đó là một bài học hóa giải nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời của chúng ta. Và từ đó trở đi, trong cuộc sống anh ta luôn luôn thủy chung với một nguyên tắc: gặp được bất cứ ai, duyên phận nào, hoàn cảnh nào đều quý trọng. Bây giờ lập ra một cái nguyên tắc là hãy quý trọng. Tại vì không biết là cái đoạn đường này là dài hay ngắn. Mình đâu nói gặp hôm nay rồi mai gặp nữa, đâu có nói được. Cũng như các vị ngồi đây nghe pháp là quý sư, tôn trọng sư nè. Mai giả như sư không còn trên cuộc đời này cũng rất là trọn vẹn. Hôm qua tôi mới nghe pháp sư một bài pháp rất là trọn vẹn. Đó, vì là mình đã đi với nhau một đoạn đường rất đẹp. Và do vậy cái nguyên tắc của chúng ta lại quý trọng khi có duyên để gặp nhau. Đừng có hẹn là ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau, hay con lớn lên con sẽ đền đáp ơn với mẹ, với cha. Mà cứ lúc nào được gặp nhau là hãy nói những điều tốt lành cho nhau. Có được không ạ? Những thứ không nắm bắt được, ta hãy tươi cười và tiễn đưa đi một đoạn. Loại tâm thái này giúp ta được sự tôn trọng từ tất cả mọi người. Chẳng lẽ mình không có gì để cho người ta ghét mình sao? Có bài pháp không có tiền vẫn có bảy pháp bố thí. Cười là một pháp bố thí. Nãy giờ là các vị tặng sư nhiều lắm đó. Các vị cười với sư những nụ cười rất đẹp. Đó là một cái pháp bố thí đầu tiên. Có người Phật tử nói: trời ơi, gặp sư cái là gặp sư, phải thấy sư cười cái đã. Nói đúng rồi, sư phải cười chứ. Còn cái lúc sư nhăn nhăn con có thấy không? Cái lúc sư nhăn sư quặn con có thấy không? Cho nên những cái em mà nó về nó tu với sư: trời ơi, con thấy sư dễ thương quá, cười hoài à, con về tu với sư. Nhưng mà về ở với sư rồi mới thấy rằng sư dễ thương mà thương không dễ miếng nào. Đó. Phải không? Khó lắm. Không phải dễ. Nhưng bởi vì mình đâu có biết sống với nhau bao lâu, gặp nhau bao nhiêu lần, mà phải dành cho nhau những lời cay đắng. Cứ là có duyên gặp là chúng ta sẽ biết đó là một cái sự phải có nhân, có duyên mới gặp nhau. Hôm đầu năm, pháp thoại đầu năm tại chùa Đức Linh Châu Đốc, sư giảng cho các Phật tử hai bài pháp buổi tối á, cho 400 bà con. Buổi sáng á, là cho một nhóm bác sĩ tai mũi họng với lại khoảng một số bà con trong đạo tràng. Thì cái bài pháp buổi tối là nó nói lên một cái vấn đề: cái gì mà mình được gặp thì đó là cái duyên, mình hãy đón nhận. Cái gì mà đã mất thì mình không luyến tiếc. Cái gì cũng có thể làm mới được từ đầu, lúc nào cũng có thể làm mùa xuân. Chứ đừng nghĩ là cũ, đừng nghĩ là đã quá quen, đã quá cũ. Lúc nào cũng làm mới thì vợ chồng sẽ mãi yêu nhau. Lúc nào gặp ai, nói gì với ai, chúng ta sẽ biết đó là một cái nhân duyên mà đã được sắp xếp từ trong quá khứ. Hãy đón nhận nó,
bằng cả trái tim. Có những cái nguyên tắc sống như vậy mà mình không biết, cho nên cuối cùng chúng ta phải chịu rất là nhiều nỗi khổ đau. Chàng trai sau khi nắm được cái nguyên tắc cái gì của mình là của mình, cái gì không phải của mình tiễn nó đi, rất tốt đẹp. Chàng ta sống rất hạnh phúc. Và một ngày kia trở lại ngôi chùa trên núi tìm gặp vị thiền sư để nói lời cảm ơn. Nhưng thật không ngờ, vị đệ tử của thiền sư cho biết ông ta đã viên tịch, đắc đời vô thường. Thầy dạy một bài học, tiễn một đoạn đường rất đẹp, có một câu à mà anh ta có hạnh phúc. Mình nghe pháp quá trời, không phải đây nghe, đó, trên mạng nghe, không phải một giảng sư nha, trăm giảng sư nghe nha. Nhưng mà rồi cũng quay lại là sung khổ quá, chóng già, muốn chết. Là bởi vì chúng ta không nắm bắt được cái nguyên tắc trong cuộc sống. Vô thường đến rồi, vị thầy đã mất rồi con đâu. Cho nên, người học trò kể lại, khi mà thiền sư gặp anh ta, lúc đó vị thầy đang đau rất nặng. Nhưng khi mà gặp chàng trai đang đau đớn như vậy, thì ông thiền sư là quên đi căn bệnh đang giày vò xác thân của mình, vẫn vui tươi, lạc quan, và bước ra dạy cái chàng thanh niên này một bài học cuộc đời. Rồi không bao lâu, vị thiền sư đó qua đời. Nghe xong những lời này, chàng thanh niên cố gắng mỉm cười. Để gì? Để giấu đi giọt nước mắt của mình. Thời điểm này, chàng ta mới biết rằng vị thiền sư kia biết rõ là chính mình cũng không giữ được tính mạng của chính mình đâu. Nhưng dùng chút sức lực cuối cùng để tiễn chàng trai một đoạn đường. Lúc nào cũng cố gắng sống rất đẹp, rất là tốt. Cho nên chàng trai hướng về cái nơi mà vị thiền sư viên tịch bên cái tháp, cúi lại rồi mỉm cười nhẹ nhàng đi xuống núi. Đó là cái câu chuyện đầu năm sư muốn gửi gắm đến đạo tràng của chúng ta. Với bản thân và người bằng hữu, ta cầu mong cho khỏi khổ đau. Khi lời lăng nhục cay sâu, khỏi nhìn với ánh căm thù buồn đau. Với bản thân mình, với người thân, với thân bằng quyến thuộc, thì mình không có muốn ai khổ đau hết. Mình không có muốn ai phải nghe cái lời lăng nhục cay sâu, mà không có muốn ai phải nhìn ánh mắt hận thù. Mình muốn là người thân của mình được sống bình an. Nhưng mà sư muốn nói với các vị, bản chất cuộc sống này là sự đau khổ. Do vậy, đời vui hiếm mà lắm sầu đau. Cuộc đời này niềm vui là ít, là hiếm, mà sầu đau thì rất là nhiều. Bản chất cuộc sống là vậy. Đó. Nếu không có khổ, ai nào xuất ly? Đời vui hiếm lắm sầu đau, nếu không có khổ, ai nào mà tu? Đó. Tâm ơi dũng cảm lên đi, dù bao đau khổ, xá chi lẽ thường. Cuộc đời này mà không đau khổ, không có ai mà muốn nghe pháp, không ai mà đến chùa. Tại vì là cuộc đời đủ sắc màu xanh đỏ tím vàng, phải không nào? Bao nhiêu cái màu xanh đỏ hấp dẫn ở ngoài kia, nhưng mà con người ta nếm vào nó mà không có xả ly được, đau khổ vô vàn. Tại vì nếm vào những cái vị ngọt thì đồng thời nếm lấy cái sự khổ, khổ đau. Cho nên Đức Phật nói cái hình ảnh bắt con rắn, nó êm, nó mát lắm. Nhưng mà nắm vào cái đuôi nó, nghe êm, nghe mát là mình cảm thọ vị ngọt. Nhưng đừng quên nó quay lại, nó cắn mình. Đó là phải biết sự nguy hiểm của tham dục vị ngọt trong cuộc sống. Người Phật tử nhờ cái chánh niệm đó mà chuyển hóa sự khổ đau, không có tham. Nhưng mà sư nói, ai rồi cũng đang khổ đau, ít hay nhiều, nói ra hay là không nói ra. Đó, nhưng mà người ta tu tập thì người ta hết khổ là tất nhiên. Chứ tại sao mình nói rằng là làm sao mà có người không khổ đau? Người ta khổ đau, người ta biết tu tập, đời người ta làm công đức không? Thì cái công đức đó lâu dần nó chuyển hóa tất cả những nghiệp chướng, sự khổ đau của con người. Cho nên cuộc sống có nhiều lý do dẫn đến khổ, khổ đau hơn là những nguyên nhân giúp cho ta hạnh phúc. Bây giờ có người ngồi đây mà chân nó đau dữ lắm nè, đó là một cái vấn đề khổ đau.
phải không nào? Có người ngồi thư thái là phải nói rằng họ đã quen ngồi nghe pháp, quen thiền tập, cho nên ngồi 1 giờ 2 giờ đồng hồ là no problem. Nhưng mà cái người ngồi một chút là đau đớn. Nhưng mà giờ lỡ ngồi rồi bây giờ làm sao đây? Đau quá, đau quá. Đó là chúng ta cũng thấy rằng là gì? Cái lý do dẫn đến khổ đau là cái giò của con đây. Đấy. Nghe pháp có an lạc không? Dạ thưa sư, an lạc nhất là cái lúc sư niệm Phật hồi hướng á. Đau quá rồi. Đó, nó sự thật là như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái nguyên nhân dẫn đến khổ đau thì rất là nhiều. Nhưng có một lẽ thật, nếu không khổ đau, không bao giờ ta chịu buông xả. Tham đắm, chấp ngã, ôm ấp những cái tham ái, tham dục trong cuộc đời, ôm mãi mà không bao giờ biết chán. Như người uống nước biển, uống càng uống càng thêm khát. Nhưng do chúng ta nhìn thấy cái sự đau khổ, cái bản chất thật của cuộc đời, cho nên chúng ta từ từ mới là buông ra. À, biết khổ rồi phải buông. Nắm con rắn nó sẽ cắn, cho nên nắm vô nó êm thiệt á, nó mềm dịu thiệt. Nhưng trời ơi, chút nó cắn một cái là có thể chết, cho nên buông ra cho lẹ. Còn cái người nắm sự khổ đau, nhưng mà khổ đau này hết, ta đi tìm kiếm cái khổ đau khác. Đó là chúng ta thường sống trong cái cách đó. Đâu có ai khổ hoài, sẽ có sướng đi tìm, bươn chải, không có tu tập, không có tu nhân tích đức, không có chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng sự tu tập mà chỉ mong cầu. Cho nên hưởng thụ thì chẳng được bao nhiêu, mà khổ đau thì vẫn hoàn hai chữ khổ đau. Vì vậy, càng bám víu càng khổ đau. Do vậy, sư muốn nói với các vị rằng đời sống cần phải có khổ đau cho ta tỉnh ngộ, cho ta buông xả bớt ra. Vì vậy, thôi chịu khó mà chịu đựng trải nghiệm cái khổ đau này. Được không ạ? Nhưng mà bây giờ là không có nhăn nhó nữa. Bây giờ cái khổ, cái đau đến nghe chửi à. Có người đi tu về là vui vẻ, không? Có người đi tu về nghe chửi. Nhưng mà bây giờ mình ấy đang được học bài học này để cho mình chuyển hóa nghiệp lực và khổ đau của chính mình, cho mình không khó chịu nữa. Lúc nào cũng thích nghe lời êm ái, lời xoa dịu, lời âu yếm. Mà cuộc đời này đâu có bao giờ mà nó mãi mãi như vậy đâu. Đó, nó có cái này, nó có cái kia. Nó là hai mặt tồn tại, song hành trong cuộc sống. Đó, khen ngợi thì là chê bai. Khen thưởng ở đây là chỉ trích bên này, khổ đau bên này, hạnh phúc bên kia. Nó cứ tồn tại, nó song song đi một cặp với nhau. Cho nên chúng ta đừng có chối bỏ, mà hãy đối diện và tu tập để chuyển hóa nó. Đồng ý không? Rồi như vậy khi buồn, khi giận, có nghĩa là ta đang đau khổ. Con có khổ gì hết đó sư, con chỉ giận thôi hà. Giận là đang đau khổ đó. Tại vì khi giận không bao giờ có hạnh phúc. Phải không? Cũng như khi mình đang đói, mình có muốn gì nữa đâu, đói quá rồi. Đó, bây giờ đang đói nghe pháp cũng không được nữa. Nhưng mà sư bày nè, đang đói mình ăn không khí, biết không? Hết thở, hết thở, chạy ra tìm tô hủ tiếu vô hết thời pháp rồi. À, cho nên đói con sẽ ăn bằng hơi thở. Hít vào thở ra, hít vào thở ra, một hồi là nó thoải mái liền. Mà nó khỏe nữa, chứ không có nghĩa đói ăn vô mới khỏe đâu. Mà chúng ta tập đó, bằng cái hơi thở này, gọi nói nôm na là ăn không khí đi, là chúng ta sẽ chuyển hóa ngay cái sự khó chịu của cơn đói. Khi chúng ta đang giận, chúng ta sẽ biết ai làm cho mình giận đây. Ông A, ông B, ông C gì đó làm mình giận. Nhưng tại sao người ta giận? Người ta không làm chủ được, cho nên mới giận dữ. Tại sao mình giận ông A, ông B? Phải giận cái cơn giận. Cái cơn giận làm cho ông hét, ông la, chứ không phải là ông. Trên ông xã đó, mà rầy con đó, con nói, ồ không phải anh, cái cơn giận của anh đó làm cho anh nói chuyện với em như vậy, chứ anh rất dễ thương. À, mà mình nói như vậy để làm gì? Để mình vẫn yêu thương được cái người đối diện đang chửi bới mình. Cái cơn giận, cái sự vô minh, anh ta không có làm chủ khống chế được. Sư nói rất cần có khổ đau để chuyển hóa khổ đau, chứ không phải là cần có khổ đau để mời khổ đau vô nhà. Không phải. Nó đến
tất nhiên tôi được học bài học khổ đau. Nhưng chuyển hóa bằng cách nào? Đó là điều chúng ta cần phải ghi nhận. Thì chúng ta phải biết rằng một cái con người mà nổi giận lên là bởi vì anh ta không làm chủ được mình, mới hét, mới la, mới đập bàn, đập ghế, mới đập bể đồ. Không làm chủ được thì mình nhìn cái cơn giận của người đối diện mà thương, là trời ơi, cơn giận đang lộng hành, đang giày vò, đang xé xác ảnh ra, ảnh không biết gì hết. Thì mình có đưa cái mặt lại đắng không? Không, mình tránh đi, tránh voi không hổ mặt nào. Lát nữa anh hết la, hết hét, hết giận rồi về pha nước chanh cho anh uống, được không? À, được. Là chúng ta đang đối diện được với cơn giận. Sư không có nói chơi đâu. Đang chuyển hóa khổ đau. Một trong hai người phải có người làm chủ cơn giận. Thường là cái giận người này bắt cho cái giận người kia, mà cái người thứ hai giận hơn người thứ nhất, cho nên hai người điên hết trơn. Đức Phật nói trên thế gian này ta thấy có những người khỏe mạnh về thân xác này 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm. Nhưng ta không thấy ai khỏe về cái tâm này cho dù chỉ một giây phút. Tức là Đức Phật khẳng định ai cũng có bệnh về tâm hết trơn á, bệnh nặng hay là bệnh nhẹ. Đó, Đức Phật là một nhà tâm lý học trị liệu, chữa các căn bệnh về tâm cho chúng sanh. Cho nên chỉ ngoài các bậc A-la-hán, Bồ-Tát, chư Phật là không có bệnh về tâm. Còn tất cả chúng ta đều có căn bệnh về tâm, kể cả sư người đang ngồi nói pháp đây cũng có bệnh về tâm. Có đồng ý vậy không? À, chứ nếu mà mình hết thì nói gì nữa? Mình cũng chưa hết, nhưng dầu sao đi nữa, mình không tạo tác nhiều những nghiệp chướng trong cuộc đời, cho nên cái bệnh về tâm nó nhẹ hơn. Còn mình tạo tác, bệnh nó sẽ càng nặng. Mặc dù là nhìn rất lịch sự đó, phong độ xinh đẹp, nhưng cái bệnh nặng lắm. Đó là bệnh ở trong tâm, bệnh giận dữ, bệnh hờn ghen, bệnh đố kỵ, bệnh ghen ghét, bệnh tham lam, bệnh si mê, nhiều cái bệnh. Mà Đức Phật nói là cái bệnh tâm đó, ta thấy trên thế gian này, chúng sanh nào cũng mắc, ngoài trừ A-la-hán, ngoài trừ các vị Bồ-Tát, Thánh Tăng, còn đều mắc các bệnh về tâm. Cho nên mình thấy người ta giận dữ, tham lam, điên cuồng, si mê, vân vân, mình biết cái bệnh người ta rất là nặng. May quá, bệnh mình cũng có mà nhẹ hơn. À, mà người bệnh nhẹ thì biết thương người bệnh nặng, chứ tại sao lại mắng chửi nguyền rủa người bệnh nặng? Đó, đó là sư đang đưa cho các vị các phương thuốc chữa bệnh khổ đau cho cuộc đời. Được không? Sư nói với các vị, cuộc đời này nó đã có chữ luân hồi, tức là nó sẽ chấm dứt rồi lại tái sanh một đời sống mới. Không có gì là mãi mãi là trường tồn. Cho nên có cái gì mà nắm bắt khi cuộc đời này dừng chân trong quán trọ. Hãy nhớ đây là quán trọ. Ta bà vốn chẳng ở được lâu dài. Các vị tụng kinh dược sư, ta bà vốn chẳng ở được lâu dài. Cho nên khen cho ai biết tận dụng những khổ đau và hạnh phúc của cõi ta bà mà ráng tu tập để chuyển hóa. Các vị cứ cầu hạnh phúc không à? Rồi nói tôi dễ thương lắm, cho nên đời tôi gặp người dễ thương không à? Nhưng mà lỡ gặp người dễ ghét thì sao? Mình còn dễ ghét hơn người ta nữa. Cho nên ở đây sư muốn nói, chúng ta hãy tận dụng mọi cái duyên gặp gỡ, dù người đó dễ ghét hay dễ thương, cũng là cái duyên để cho mình tu. Cái đó mới là cái hay. Chứ còn người dễ thương thì mình thương lại là chuyện bình thường. Mà hãy thương những kẻ nghịch lòng ta, cái đó mới là cái pháp Phật ban cho chúng ta đầu xuân mới. Nếu cũng trong thời gian này mà ta ở trên trời đó, an nhàn sung sướng, ta chẳng thiết gì tu hành đâu. Quá sung sướng, chỉ là hưởng thụ, làm sao nghĩ chuyện tu. Còn mình một ngày mà không tu, mình nói trời ơi, đúng là ngày nay không tu là chuyện này chuyện kia đó, mà lật đật mà lo tu, nhắc mình nhớ tu, con nhắc mẹ tu, mẹ nhắc con tu, chồng vợ nhắc nhau tu. Vì một ngày không tu là một ngày kết tập, các cái nghiệp chướng sẽ đến. Ngày xưa sư học ở Học viện Phật giáo Việt Nam, cô Trần Phương Lan
giáo sư Trần Phương Lan dạy sư môn tiếng Anh, Anh văn Phật pháp. Nhưng mà cô là một người rất tài hoa và rất là tận tâm. Dù là trước xưa đầu tiên cô là một người Thiên Chúa giáo, nhưng sau khi gặp Hòa Thượng Minh Châu thì bắt đầu là chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trong đời sống của cô á. Và cô trở thành một vị giảng viên dạy trong học viện Phật giáo về bộ môn Ăn văn Phật pháp và dịch một số kinh điển cho nhà trường, cho học viện nghiên cứu. Nhưng mà các vị biết không, sau khi sư tốt nghiệp không lâu thì cô Phương Lan từ trần. Cô cũng không sống lâu trên cõi đời. Nhưng mà sư nhớ cái hồi mà cô còn sống đó, cô hay nói rằng: tôi nguyện mà tôi chết tôi sanh về cung trời Đâu Xuất. À, tôi sanh về cung trời Đâu Xuất là nơi có Đức Di Lặc. Mà nghe cô Phương Lan nói như vậy là phải nhớ ni trưởng Trí Hải hồi đó nói: ai muốn về cung trời Đâu Xuất thì phải vô nội viện á, gặp Di Lặc thuyết pháp, chứ mà ngoại viện là cũng ăn chơi là không có nhớ tu. Một cái cung trời Đâu Xuất mà cũng có cõi trong, cõi ngoài. Cõi ngoài là ăn chơi bất tận, mà cõi trong có Đức Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp. Tức là ở đâu phải có chánh pháp mới nhớ tu. Còn chỉ ăn chơi thì kết tinh lấy nghiệp lực, rồi nỗi khổ niềm đau sẽ đến với chúng ta. Cho nên sư muốn nói với các vị, chúng ta còn được tu tập là chúng ta hãy biết đó là cái nhân duyên, là phước báo của chúng ta. Ở ngoài đường còn vô số người đang lao vào những chỗ ăn chơi, sa đọa. Còn mình được ngồi đây để tâm hồn sáng trong, mình nghe pháp. Phải chưa nào? Cho nên chính bản thân sư đi tu, mà sư bà nói con là cứ phát nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc đi con. À, bởi vì sao? Mình không có đủ đạo lực, mình không thoát khỏi luân hồi sanh tử, rồi lại trở lại nếm mùi vị khổ đau. Cho nên con người ta thần tượng hóa cuộc sống, hay nghĩ cuộc đời này là hoàn hảo, nhưng thật ra cõi luân hồi đi lên đi xuống không có gì là hoàn hảo hết. Cho nên chúng ta hãy nhớ luân hồi đau khổ thì phải trải nghiệm những bài học khổ đau do nhân quả, do nghiệp lực đem đến cho chúng ta. Vì đó là đặc điểm của kiếp sống này, là sự khổ đau mà mình phải trải nghiệm. Cho nên sư bà của sư hay nhắc: nhân duyên kiếp trước trả xong chưa? Trả đủ thì thôi, chớ trả thừa. Vay gieo lắm nợ nhiều, thêm vướng mãi. Kìa con đò cũ phải nên trường. Nhân duyên kiếp trước trả xong chưa? Ai nói rồi thì khỏe quá, nhưng mà chưa. Nhưng mà trả đủ thì thôi, chớ trả thừa, là bởi vì người ta thích vay lắm, phải không nào? Vì khi vay á là mê man mà vay, mà hưởng thụ, chứ không có biết rằng là vay lắm nợ nhiều thêm vướng mãi. Đó, cứ vay vay, cái dòng đời tạo tác càng vướng càng khổ đau. Cho nên kìa con đò cũ nghiệp chướng đó, hãy chừa đi, đừng có leo lên, rồi lại đi một cái chuyến đò tưởng hạnh phúc mà hóa ra là khổ đau. Các vị nhớ Đức Phật dạy chúng ta đi trên con đường trung đạo. Khổ hạnh ép sát cũng không, mà hưởng thụ dục lạc cũng là không. Cho nên con đường trung đạo là cái con đường rất là thuận duyên cho chúng ta tu tập. Con đường đó giúp chúng ta đi đến bến bờ của sự giải thoát. Các vị đồng ý không ạ? À? Cho nên nói ai tu Phật mà khổ đâu? Đói ăn khát uống sự thương, ốm đau thì có nhà thương sẵn sàng. À, dùng thuốc nhảm mới chết oan, không thì tiền mất tật mang suốt đời. Tu theo nhà Phật là con đường trung đạo, cứ theo đó mà đi. Đó. Cho nên mình nhìn cái người tu khổ hạnh ép sát nè, họ chấp nhận khổ hạnh thân xác để về sau họ được sung sướng về trời. Nghe chưa nào? À, còn bây giờ mình hãy chịu đựng những cái khổ ở trong tâm, trải nghiệm những cái khổ đau trong tâm. Để làm gì? Để rồi chúng ta lên lớp. Cái ai chửi mắng, gánh chịu. Ai làm cho ta khổ đau, gánh chịu. Đó là mình đang học những bài học trải nghiệm cuộc sống. Mà khi mình bình thản với những khổ đau thì mình có đạo lực đứng trước sự khổ đau. Chứ lúc nào cũng la quay quái, lúc nào cũng than: sư giảng xong có giờ không sư? Chi vậy? Con tâm sự chuyện.
Sư sư con tâm sự một chuyện nghe sư. Sư nói riêng chuyện nghe. Chuyện gì là các vị biết rồi đó. Nó tràn ngập là những cái chuyện khổ đau không. Bây giờ các vị tập đối diện. Bởi vì sao? Đó là bài học khổ đau cần có để chúng ta phải chuyển hóa. Khổ đau đến là gì? Là do nghiệp lực mình đã gieo tạo. Khổ đau đến không ai mà khổ giống nhau. Mỗi người khổ đau một cách là do mình gieo nhân. Mỗi người mỗi cách khác nhau. Có phải như vậy không các vị? Mà cõi ta bà này là con người chịu đựng tuyệt vời nhất. Ta đã khẳng định cái người cõi ta bà là chịu đựng hay nhất. Vậy mà bây giờ có nhiều người nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ rồi. Có một chút là la quay quải lên. Mà tu tập thì không tu tập. Cho nên khổ đau càng chồng chất khổ đau. Có con người khi đau khổ lại làm cho mình khổ đau hơn. Là vì sao các vị biết không? Đi so sánh cái nỗi đau của mình với người khác. Đó là con người rất là vô minh. Khi mình khổ, mình đang đói, mình so sánh cái người kia không có đói. Khi mà mình thiếu hụt, mình so sánh với kẻ giàu sang. Khi mà con mình bất hiếu, mình so sánh nhà kia con nó giỏi quá. Rồi khi mà mình bị chồng vợ mình hành hạ, phản bội, mình so sánh với cái nhà kia hạnh phúc bình an. Cái người so sánh là gì? Là khổ khổ. Đã khổ rồi, rồi còn thêm đi so với người lại càng khổ hơn. Sư nói các vị một cái câu này là nhớ để đừng bao giờ so sánh. Là ai ở trong chăn mới biết chăn có rộng. Khỏi so sánh. Mỗi người một cái khổ khác nhau, các vị có biết không? Không ai có thể nào mà lường được cái khổ đau của từng gia đình, từng nhà, không thể biết được. Nhớ ngày xưa đó nha, vua Bảo Đại nè, đó. Sư sắp sửa đại hội ni giới Tiền Giang rồi, thành ra sư nhớ đệ nhất phu nhân của ông Bảo Đại là Nam Phương Hoàng hậu gốc người Tiền Giang. Bà đẹp thùy mỹ sắc nước hương trời, đã đông phương còn pha cái đẹp tây phương, trí thức tốt nghiệp trường Tây, mà lọt vô mắt xanh của vua Bảo Đại, mà sanh cho ông năm người con, hai hoàng tử, ba công chúa, sống hạnh phúc 13 năm mà Nam Phương Hoàng hậu sau ngày đám cưới ngày thứ nhất qua ngày thứ hai được tấn phong là hoàng hậu liền. Trong khi theo cái thông lệ của các triều đại triều Nguyễn là đến chết mới được tấn phong hoàng hậu, chỉ làm lại cung phi thôi. Nhưng mà cái cô Nam Phương Hoàng hậu sau một ngày đám cưới là được tấn phong hoàng hậu liền. Những cái gì ưu ái nhất là cố được tất cả những cái phước báo đúng 13 năm. Sang năm thứ 14 là bắt đầu ông vua Bảo Đại bước sang một cái đời sống của một ông vua đa tình, nhiều vợ, nhiều bồ và đau khổ và chết lần mòn giữa cái tuổi 49 tuổi, Nam Phương Hoàng hậu từ trần. Mặc dù bà rất giàu, bà là con của một đại phú gia của miền Nam, chứ bà không phải là người mà giàu nhờ cái ông vua Bảo Đại. Nhưng mà 13 năm hạnh phúc chấm dứt. Rồi bà đau khổ bởi vì gì? Vì sự ghen tuông ngấm ngầm giết bà lần lần, bị bệnh tim rồi chết 40 mấy tuổi. Khi chết không có ai bên cạnh, ông Bảo Đại đang sống với vợ bé, lúc đó đem cái hòm đẹp nhất nước Pháp về chôn thì bà cũng chết rồi. Ý của sư muốn nói cái câu chuyện này là nếu chúng ta đi qua những cung bậc đau khổ đó mà để tự chết lần chết mòn chẳng vô minh lắm hay sao? Tất cả là bài học cho cuộc sống của chúng ta chuyển hóa, bởi vì đó là nhân quả nghiệp báo của chính mình. Phải tu tập, lập công bồi đức để chúng ta vượt lên những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Đi đường, mình gặp người mình chào, người ta chào lại thì được rồi. Mà người ta không chào lại, cái là mình buồn. Mình buồn thì đã đành rồi, mà lại còn đau hơn bắt đầu mình suy nghĩ. Bữa nay nó không chào lại mình, nó khinh mình rồi. Bữa nay nó giàu, nó coi thường mình à. Bữa nay là nó thay đổi rồi, nó thù mình, nó ganh ghét với mình. Mình tự tưởng tượng ra, mà chẳng qua là bởi vì cái người cái lé không thấy. Trời ơi, mà đem tưởng tượng tùm lum hết trơn trọt. Cho nên những con người vì tưởng mà khổ đau. Chúng ta dẹp hết những cái tưởng, sống bình thường, mình sống tốt là được rồi. Còn người kia chào lại không chào lại cũng không sao. Nhưng mà nhiều người khổ vì cái chuyện không chào lại lắm. Nói sao hôm nay má không ăn cơm,
Bữa nay ta gặp bà ba chào bà không chào lại, tức quá. Rồi khỏi ăn khỏi ngủ luôn. À sau đứa con ấy, bác ba ơi, má con thấy bác chào bác có thấy không? Hồi nào? Tôi gặp bà hồi nào? Ủa sao vậy bác? Tao mới mổ con mắt, tao có thấy đường đâu. Trời đất ơi. Mà cũng tại cái bệnh tưởng của mình. Đó. Cho nên là mình giận dữ nè, mình buồn phiền nè, và mình sanh ra rất là nhiều sự đau khổ. Các vị thấy không? Sư ở bên Ấn Độ nha, buổi sáng đó mà đi bưu điện á thì xếp hàng. Xếp hàng đến mình mà dán cái tem á, bây giờ là xài email với Facebook rồi này kia, ta đâu có ít có nghĩ đến bưu điện. Chứ thời xưa đi học là viết thư, bỏ bao thư dán tem. Mà để dán con tem bỏ vào thùng thư cũng phải xếp hàng. Đông người, một cái trường đại học biết cả ngàn sinh viên mà ai cũng ra xếp hàng đi bỏ thơ hết. Rồi là bực bội lắm. Trời ơi, sáng ra đứng xếp hàng cho tiếng đồng hồ bỏ cái thơ cũng không được, sáng mai đi ra xếp hàng tiếp. À, cho nên tốt nhất ở bên Ấn Độ người ta không có ai bực bội, người ta xếp hàng. Người ta xác định mỗi ngày một buổi sáng là một việc thôi là xong. Còn mình tham công tiếc việc mình mới bực rứt. Còn đây đứng đó xếp hàng bỏ thư xong rồi ra làm một dĩa trà ba tí xong. Còn mình bức rứt, bực bội, muốn nhanh, muốn này, muốn kia. Chính mình đem đau khổ cho mình. Người bên Lào á, muốn nhanh là phải từ từ. Người Lào á, họ chậm lắm. Cứ từ từ. Sao chậm quá vậy? Muốn nhanh là phải từ từ. Mình cứ hối hả lên, gì mà lâu vậy. Mình bực trước nè. Còn việc thì nó sẽ cứ như vậy thôi. Mà nhiều khi nhanh tai nạn, nhiều khi nhanh va vấp, nhiều khi nhanh lời nói nó cũng không có tròn câu. Cho nên chính mình làm đau khổ cho mình rất là nhiều thứ. Cho nên sư nhắc các vị, chánh niệm là một yếu tố rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Và đau khổ hay không đau khổ chủ yếu là ở cái tâm mình, chứ không phải do hoàn cảnh môi trường ở bên ngoài. Nếu tâm mình hướng về đau khổ, mình sẽ đau khổ. Tâm ta hướng về sự lạc quan, vui tươi thì ta sẽ lạc quan, vui tươi. Chẳng hạn như sư nhìn cái đạo tràng như vậy, sư thấy rất vui. Và do vậy, sư cảm thấy tâm hồn sư rất là hạnh phúc. Thì các vị nhìn sư thì sao? Các vị nhìn sư thì sao? Vui hay buồn? À, đó, mình hạnh phúc. Phải không nào? Đó. Chứ mà giống như ngày xưa đó, mà đó, ông Phật Ấn với lại ông Tô Đông Pha. Ông Tô Đông Pha hỏi ông Phật Ấn, hôm nay anh nhìn tôi như thế nào? Phật Ấn là ông thiền sư, mà chơi với ông Tô Đông Pha là quan, quan văn, rất là giỏi văn võ. Tôi nhìn anh, Tô Đông Pha hôm nay giống như Phật vậy. Chứ sao, trời ơi, tôi là Phật mà. Còn hôm nay, anh nhìn tôi như thế nào? Ông Phật Ấn hỏi lại ông Tô Đông Pha. Tô Đông Pha nói, tôi nhìn anh hôm nay mặc giống như bãi phân bò. Rồi thắng rồi, ông Tô Đông Pha thắng 1-0. Rồi mình giống Phật, mình nhìn ông là bãi phân bò. Mà trong khi nói cái gì cũng thua ông ấy. Mình là quan mà mình thua ông thầy. Ông thầy nói cái gì mình cũng thua. Bữa nay là thắng rồi. Mình thì giống Phật, mặt ông giống bãi phân bò. Tô Đông Pha về khoe với em gái. Em ơi, hôm nay thắng được lão Phật Ấn rồi. Mặt lão như phân bò. Ông thì nói mặt anh như ông Phật. Người em gái rất thông minh. Anh ơi, thôi chết rồi. Anh thua trắng 1-0. Tại vì là tâm anh có phân bò, anh mới nhìn người ta giống phân bò. Cho nên tại sao mà mình lại nhìn người ta thấy khổ đau? Vì trong tâm mình chồng chất khổ đau. Còn mình vui là mình sẽ thấy cuộc sống này rất là vui. Đó là cái trò biến hóa của tâm. Sư nói hạnh phúc hay khổ đau là cái trò biến hóa của tâm. Ai mà để cho lòng mình khổ đau hoài là mình chịu sự chi phối cái trò chơi của tâm. Mình nhà con nhà Phật là lấy trí tuệ làm đầu mà, phải không? Đó, có lần sư gửi tin nhắn cho một người bạn trong cái sự căng thẳng, trên cái lời lẽ nó cũng không có mấy là đẹp, bực dọc. Nhưng mà khi mình gửi xong rồi đó, mình rất là khó chịu. Trời ơi, biết vậy không gửi cái tin đó đi, nó lỡ rồi bây giờ làm sao? Bắt đầu khó chịu, bất an. Người kia không trả lời nó chứ, bắt đầu ngồi mình tưởng tượng. À, chết rồi, nó đang nghĩ mình là con người bình tiện, bõn sẻn, ngu si mới viết như vậy. Mình vậy nè, mà bị nó nghĩ như vậy. Chứ ngồi 1 tiếng, 2 tiếng không làm ăn gì được hết. Phải không nào?
Ủa, mình đang bị cái trò biến hóa của tâm nó làm gì mình đấy? Mình đã làm, mình phải chịu trách nhiệm việc mình làm. Mình phải tự tại, lạc quan trong cái công việc và đời sống của mình. Cái bắt đầu vui vẻ vô làm việc là tự nhiên bên kia tiếp gửi lại cái tin nhắn vui vẻ như thường. À, xin cảm ơn hôm nay đã góp ý cho mình điều đó, mình sẽ thay đổi, mình sẽ khắc phục. Nhưng mà trước khi nhận cái lời đó là tự mình tưởng tượng ra 100 thứ, 1001 thứ sai lầm, tự mình làm đen tối tâm mình. Nhưng mà từ đó mình rút cái kinh nghiệm, nói phải chánh niệm, muốn gửi tin nhắn, bấm tin nhắn phải cẩn thận, chứ không được làm đại, làm liều, rồi ngồi bức rứt mà bất an. Yếu tố chánh niệm vẫn là một yếu tố vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Nếu ta biết suy nghĩ, tư duy đúng đắn, thì lâm vào cảnh khổ đau, ta không có khổ đau. Tại vì ví dụ mình lâm vào cảnh khổ đau, cái điều trước hết là các vị nghĩ tới cái gì? À, nghiệp, tức là nhân quả, mình phải gieo cái nhân, nay mình mới chịu cái quả khổ đau. Mà mình trả như vậy quá nhẹ, tại vì kiếp trước là mình phải giữ thứ giữ cỡ nào. Đó, bây giờ trả như vậy là quá nhẹ. Tại sao mình không điều hành cái tâm mình suy nghĩ theo cách đó, mà mình cứ điều hành cái tâm trả thù? Rồi là gì? Phải chiến thắng đối phương, rồi phải nhất định hạnh phúc là của chính mình. Trong khi đó mình không bao giờ biết rằng cái nhân mình đã gieo như thế nào trong đời sống hiện tại và trong quá khứ. Mình càng dày vò mình bao nhiêu, mình càng tự làm khổ mình bấy nhiêu. Cho nên cái bậc trí đó là người có tu tập. Mà người tu tập không phải là người, không cứ là người xuất gia, mà quý vị cũng vậy, là người có tu tập. Có tu tập là bậc trí. Bậc trí là giữ tâm như tảng đá kiên cố, không lay động trước các pháp thịnh suy, khổ đau hay hạnh phúc trong cuộc đời. Biết nó khổ, biết nó đau, nhưng tâm mình kiên cố. Bởi vì là mình không chịu chi phối bởi pháp biến hóa của cái tâm mình. Có như vậy mới nói là chiến thắng vạn quân không bằng tự chiến thắng mình. Đúng chưa? Con người trải qua đau khổ, mất mát như tật bệnh, thất vọng, bị khinh chê, cho ta tu cái vô ngã. Nhưng cái người mà lúc nào cũng được như ý, thành công, xinh đẹp, như ý mà không biết tu sẽ kiêu căng đi lên hoài, không biết chỗ dừng. Vấp vào một cái đau khổ, bỗng nhiên phải là nhìn lại chính mình. Vấp vào cái nỗi đau là phải nhìn lại chính mình. Cho nên nhờ đau khổ hết kiêu căng, chán xa sinh tử, xót thương hữu tình. Rất cần phải có khổ đau, đúng không các vị? Người vinh vinh váo váo mà đau khổ tự nhiên bớt kiêu căng. Tại vì mình cũng còn khối chuyện chưa giải quyết được, mà mình kiêu căng, mình tự mãn với ai? Cho nên qua cái khổ đau, tự nhiên mình rất dễ thương. Đó, có một cái vị đó rất giỏi, cái gì cũng biết, rất thông minh, rất trí tuệ, cho nên đồng thời rất là kiêu căng. Sư được biết là bạn bè cùng trang lứa là cái vị đó là kêu thằng này thằng kia hết, dưới mắt ta hết. Ông giỏi thiệt. Sau một trận bệnh thập tử nhất sinh, chưa thấy ai hiền như ông hết. Nó nếm vào cái cửa xâm tử rồi, chửi bới ai nữa, chê bai ai nữa. Một khi nằm trên giường bệnh rồi mới biết cái giường đắt giá nhất trên thế giới là giường bệnh, chứ không phải giường khảm xà cừ, xảm kim cương, mà cái giường bệnh là giường đắt giá đó. Các vị đồng ý không ạ? Con người đau khổ thì trạng thái buồn chán là tất nhiên. Nhưng khi ta đau khổ, sư bày các vị thêm một cái chiêu nữa, một pháp nữa. Đó là hãy nghĩ người khác nếu có nỗi đau giống mình. Có không? Rất nhiều. Khi ta đau khổ, ví dụ bệnh hoạn, thất bại, bị chê bai, bị chỉ trích, bị mất việc, bị sa thải, bị căm ghét, ta hãy nghĩ những người khác cũng đồng trạng thái đau khổ như mình. Mình khởi tâm xót thương kẻ khác, tức là ta khởi lòng bi mẫn. Mà mình khởi lòng bi mẫn lên thì mình chính mình giảm thiểu khổ đau cho chính mình. Cái chuyện đó là tất nhiên. Ví dụ cái mặt mình lên cái cục, trời ơi sao tối ngày lấy kiến soi xuống cái cục, mà mình nhìn qua chung quanh ai cũng mấy cục hết, cái mình hết buồn. Mình khổ mà người
mình bớt khổ. Cho nên khi mình khổ đau, hãy quan sát những người khác còn khổ đau hơn mình để sanh lòng bi mẫn. Cho nên Đức Bồ Tát Quan Âm nguyện: chúng sinh không còn đau khổ, con mới thành Phật. Đức Địa Tạng phát nguyện: chúng sanh không còn trong cõi địa ngục, con mới thành Phật. Là vì các ngài luôn quan sát, lắng nghe sự đau khổ của chúng sanh. Còn mình lúc nào cũng khổ, lúc nào cũng muốn chết, lúc nào cũng buồn, là bởi vì mình chỉ quay lại với cái đau khổ của chính mình mà thôi. Có phải như vậy không các vị? Cho nên đau khổ là quán chiếu nghiệp ác mình đã tạo. Việc đầu tiên sám hối ăn năn. Đó, đó mình đang tu tập nghe pháp là sám hối ăn năn nè. Chứ có người nó vô nó làm gì vậy, không ra đồng bạc ngồi trống chi vậy? Không, tôi phải nghe pháp, tôi phải sám hối ăn năn vì tôi có nhiều nỗi khổ niềm đau. Tôi phải sám hối, đó là ác hạnh tôi đã tạo. Đó là trí tuệ. Còn thường đau khổ là gì? Tìm cách đối kháng, tìm cách chống trả, tìm cách giành giật niềm hạnh phúc cho mình. Còn mình biết, sư nói rồi, duyên, hết duyên. Thứ hai, ác hạnh. Quán chiếu ta đau khổ vì ác hạnh, cho nên chúng ta phải sám hối ăn năn, rồi sanh khởi lòng bi mẫn cho những ai cũng đau khổ như mình. Đó, sư ra Hà Nội giảng, có cái người Phật tử: sư ơi, con có ba người con gái, lớn lên xinh đẹp, có công ăn việc làm, nhưng mà con khổ quá sư ơi. Sao vậy? Ba đứa nó không đứa nào chịu lấy chồng. Các vị cười phải không? Ủa, vậy là khổ sao? Sư lại thấy như vậy là rảnh nghiệp, rảnh nợ chứ. Tại nhà Phật vẫn vậy mà. Nhà là nợ, vợ chồng là oan gia, con cái là nghiệp báo. Ôi, sư là nhà chùa là sư nói vậy. Chứ mà con là nói bà ăn ở ác đức, ba đứa con bà không lấy chồng. À, không, bà đừng nghĩ vậy. Bà hãy nghĩ nè, thấy chưa nào, nếu nó lấy chồng mà rồi cái duyên nó gặp không phải là người may mắn, dăm tuần ba tháng nó ly dị, bà nghĩ sao? Đời này đâu có biết trước được ngày mai. Đó, sanh con sanh cháu ra chuyện này chuyện nọ, bà nghĩ sao? Rồi lấy nhau lại cầu con không con, bà nghĩ sao? Nhiều thứ không như ý lắm. Hãy để mọi thứ vận hành theo duyên. Đó, quan điểm nhà Phật: không có duyên thì không gặp, còn có duyên có nợ thì cứ gặp nhau mà trả. À, ở đây không có duyên đi cầu cho, vác duyên vác nợ đắp lên trên người. Sau này sư gặp lại cô ở Hà Nội, cô nói: sư ơi, bây giờ con khỏe lắm. Sao vậy? Ôi, nó lập gia đình cũng được, mà không thì thôi, con không có suy nghĩ nữa. Tại vì con nghĩ rồi, có mấy bà bạn con đâu có con, rồi không có con rồi lấy đâu mà mong đợi cái chuyện chồng vợ. Cho nên bây giờ con nghe sư giảng, con không có mong đợi gì hết, lấy chồng cũng được, không cứ ở vậy, bốn má con ở càng vui. Ý là sư muốn các vị là tất cả hãy suy nghĩ điều hành cái tâm của mình, chứ không để các cái pháp bên ngoài nó chi phối, nó làm cho mình khổ đau. Phương pháp quan trọng nhất, dù có đạo Phật, không đạo Phật, tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, phải nắm chắc một điều là trí tuệ ở trong bàn tay của ta. Chúng ta cần phải điều hành các pháp, làm chủ các pháp, chứ không nên cố chấp bất cứ một cái vấn đề gì trong cuộc sống. Sự cố chấp sẽ làm cho chúng ta chất chồng thêm nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Và dù cho mình tu tập nhiều cách mới, mình cũng không hóa giải được, bởi vì là mình không làm chủ được trạng thái tâm của mình. Các vị đồng ý chưa? Thời gian của chúng ta đã hết rồi, đúng không nào? Mặc dù là sư biết chúng ta còn rất nhiều thứ để nói với nhau, nhưng nói nhiều mà không ứng dụng, không thực hành, chi bằng dù tụng ngàn lời không tu, chẳng bằng chợt nghe siêng tu được ít. Thưa thầy, sao thầy này giảng vậy, thầy kia giảng thế kia, không giống nhau, con thực hành làm sao? Con ơi, vịt lặn thì lội xuống nước, gà lặn thì đậu ở trên cây, thấy chưa nào? Đó, cùng một chuyện nhưng mỗi loài có cách riêng, cũng là con người, mỗi người có nghiệp lực riêng. Đừng có khăng khăng
bám vào một phương pháp, bám vào một lời khuyên, bám vào một cái cách thì chúng ta sẽ tự giết chúng ta. Mỗi một con người có hoàn cảnh, có trí tuệ, có phương tiện khác nhau để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời.